Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 12, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn các thông tin liên quan tới cuộc triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022, Vietnam Defend Expo 2022. Như vậy là vào lúc 18 giờ chiều nay, triển lãm quốc phòng Việt Nam đã khép lại thành công sau 3 ngày diễn ra. Có thể thấy là cuộc triển lãm năm nay đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo quan khách quốc tế và đặc biệt là người dân cả nước. Chắc là nhiều anh em từ chiều qua và trong hôm nay đã ghé thăm triển lãm. Với Vietnam Defend, từ giữa chiều qua thì chúng tôi đã rút về căn cứ để tập trung các nội dung nhằm truyền tải thông tin cho các anh em ở xa không về tham gia được. Trong bản tin tối nay, chúng tôi sẽ mời các bạn quay trở lại với gian hàng của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Liên bang Nga, Rosvoron Export, để cùng chúng tôi tìm hiểu điều đặc biệt nhất trong gian hàng của họ. Có thể nói, năm nay, về mặt bề ngoài, chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng với gian. Có thể nói, năm nay, về mặt bề ngoài, chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng với gian trưng bày trong nhà của phía Nga. Mặc dù, về quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Việt-Nga, họ trưng bày vũ khí trang bị nhiều hay ít, thực tế không ảnh hưởng lắm vì hai bên đã quá hiểu nhau và là bạn hàng truyền thống lâu năm của nhau. Thế nhưng, rõ là việc họ đưa ra thông cáo báo chí một đằng, gian hàng lại thiếu những trang bị đó thì quả là đáng tiếc thật. Ví dụ như Sukhoi Su-57E, mình thử tìm cả trong khối catalog mà họ mang tới nhưng không thấy việc giới thiệu tại triển lãm. Dẫu vậy, nếu anh em nào thường xuyên theo dõi thông tin về tàu chiến chủ lực của Hải quân Việt Nam, tàu hộ vệ Frigate Gepard 3.9, chắc là sẽ nhận ra được điều hay ho trong gian trưng bày. Vũ khí Nga lần này. Mình coi đây là điểm sáng đáng giá nhất đối với trưng bày vũ khí Nga tại triển lãm Vietnam Defend 2022. Bên cạnh đó, điều này cũng đặt ra một dấu hỏi dành cho họ, nhất là kể từ sau ngày 24 tháng 2. Đó là việc họ đã đưa tới triển lãm quốc phòng Việt Nam một phiên bản mới của đề án tàu hộ vệ Gepard 3.9. Mình xin nhắc lại, một phiên bản mới, phiên bản cải tiến có những nét khác biệt rõ ràng so với các phiên bản đã trình diễn trước đây và kể cả phiên bản Việt Nam đang sử dụng. Sự khác biệt đó nằm ở cấu hình vũ khí của con tàu. Xin nhắc lại, cấu hình vũ khí phiên bản của Hải quân Việt Nam hiện nay bao gồm pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76,2 ly, một tổ hợp phòng không tầm thấp PAMASU, hai tổ hợp pháo bắn nhanh AK-630, 8 tên lửa chống hạm Urane và hai bệ ngư lôi 533 ly với cặp tàu số 2. Trong khi cặp đầu tiên chỉ có trực thăng chống ngầm K-28, không có bệ ngư lôi cũng như hệ thống sonar. Vậy, phiên bản mà họ đem tới Việt Nam lần này có gì? Điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó là việc họ đã thay thế khẩu pháo AK-176 bằng tổ hợp pháo hạm hạng nặng A-190-100 ly. Đây là tổ hợp pháo hạm thế hệ mới được phát triển dưới thời hậu Xô Viết. Cần lưu ý rằng trước đây các loại pháo hạm cỡ nòng trên 76,2 ly thường chỉ triển khai trên các tàu hộ vệ cỡ lớn đến 4.000 tấn hoặc tàu khu trục. Thế nhưng sự tiến bộ của công nghệ đã cho phép giảm trọng lượng pháo 100 ly để tích hợp cho các tàu hộ vệ hạng nhẹ, tàu tên lửa nhỏ với lượng giãn nước từ 500 tới 2.000 tấn. Với cỡ nòng lớn hơn, rõ ràng là tổ hợp A-190 có sức công phá mạnh hơn, tầm bắn xa hơn AK-176 đến 20 km, dù tốc độ bắn giảm xuống 80 pha trên phút. Thứ hai, đây là điểm cải tiến mấu chốt, đó là việc nâng cao năng lực phòng không của tàu Gepard. Chỉ có điều, việc nâng cao hỏa lực phòng không của tàu Gepard không phải là việc tích hợp hệ thống tên lửa tầm trung như Steam-1 hay tầm xa như Relud VLS. Thay vào đó, người ta đã tháo bỏ hai bệ pháo bắn nhanh AK-630 ở đuôi tàu để thay thế bằng hai tháp pháo của tổ hợp PAMASU. Như vậy, tàu Gepard cải tiến có tới 3 bệ PAMASU tạo ra cơn mưa thép tầm gần và cực gần. Cần nhớ rằng, một bệ PAMASU hiện được cấu hình với hai pháo bắn nhanh AO-18 6 nòng cỡ 30 ly cùng hai bệ phóng với 8 tên lửa đánh chặn Sopnar. Như vậy, với 3 bệ PAMASU, ta sẽ có 6 pháo bắn nhanh AO-18 và 24 đạn tên lửa Sopnar trong trạng thái chuông reo là bắn. Điều này có giá trị tăng khả năng bảo vệ tàu đến mức cao nhất ở cự ly 10 km trở xuống. Tuy tầm bắn không thay đổi, nhưng mật độ hỏa lực ở mức cực cao. Một khẩu AO-18 có thể đạt tốc độ bắn 5.000 phát trên phút, vậy 6 khẩu chúng ta sẽ có 30.000 phát trên phút về mặt lý thuyết, tạo ra mật độ hỏa lực cực dày, đánh chặn các mục tiêu bay thấp và cực thấp, bao gồm tên lửa hành trình, UAV, đạn chính xác cao. Trong tác chiến phòng không, mật độ hỏa lực càng cao thì xác suất trúng mục tiêu càng cao. Dĩ nhiên, ở mỗi hướng cùng một lúc, không thể tập trung hết 6 khẩu AO-18 và 24 tên lửa có tầm bắn tối đa 10 km, giới hạn nằm ở góc bắn. Ví dụ như tổ hợp Palma đặt phía trước thượng tầng, phù hợp để bảo vệ mặt trước và quay trái quay phải, bảo vệ sườn. Hai tổ hợp ở đuôi sẽ bảo vệ sườn và hướng đuôi tàu. Như vậy, nếu tên lửa đến từ hướng sườn tàu mà thường là người ta sẽ nhắm vào sườn tàu để đạt tỷ lệ trúng đích cao nhất, vậy thì cùng một lúc ta tập trung được 4 khẩu AO-18 và 16 đạn Sopnar, một con số không phải là tệ.
Đây là điểm cải tiến ăn tiền nhất trên phiên bản này. Nói chung là họ có khá nhiều phương án, chỉ là vấn đề tiền nong cũng như điều kiện. Bởi lẽ, có một vấn đề rất lớn, đó là việc kể từ sau ngày 24 tháng 2, việc mua động cơ cho thiết kế tàu Gepard là điều không thể. Lưu ý rằng, cả 4 tàu Gepard của ta hiện nay đều sử dụng tổ hợp động cơ tua bin khí do Ukraine sản xuất. Và bây giờ, nhà máy đã bị tên lửa Nga tập kích nhiều lần, còn quan hệ hai nước láng giềng thì chắc 10 năm nữa khó lòng trở lại bình thường. Để chuẩn bị cho việc này, người Nga hiện nay đã làm chủ công nghệ động cơ tua bin khí hàng hải trong nước để trang bị cho các tàu chiến đóng mới của họ. Nhưng với các dự án như Gepard, đề án 11356 thì không có phương án nào thay thế cả, cho nên việc mua mới là hoàn toàn vô vọng. Có chăng người ta phải vẽ lại thiết kế, tính toán lại khu vực đặt động cơ, hệ thống chuyển động, nói thẳng là sẽ đi làm lại mới mong tích hợp động cơ của Nga sản xuất. Vấn đề là ai sẽ chi trả cho chi phí sửa thiết kế? Đây là một câu hỏi bỏ ngỏ vào lúc này, hầu như không có hy vọng gì cả. Thế nên, việc họ giới thiệu tàu Gepard tại triển lãm quốc phòng Việt Nam thực sự là một dấu hỏi lớn. Thay vào đó, đề án tàu chiến thứ hai mà họ mang tới Việt Nam lần này xem ra khả thi hơn nhiều, đó là đề án tàu tên lửa nhỏ 800 tấn 22800E Karakut E. Lớp tàu nổi bật với hệ thống tên lửa hành trình Kalib được bố trí trên thượng tầng có thể thực hiện các đòn tấn công mặt đất ở cự ly đến 300 km hoặc 220 km với mục tiêu mặt nước, dĩ nhiên đây là phiên bản xuất khẩu. Lớp tàu này đã được nội địa hóa động cơ với 4 máy diesel do Nga sản xuất, đạt cự ly tác chiến 4.600 km, tốc độ 30 hải lý trên giờ. Hiện nay, Nga đã biên chế 3 tàu đầu tiên và đang đóng tiếp 7 tàu nữa. Tổng kế hoạch sẽ đóng 16 tàu cho Hải quân Nga với tốc độ khá nhanh, đơn giá một chiếc theo thời giá năm 2007 là 34,3 triệu đô. Ngoài hai cái tên này, gian trưng bày của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga còn một vài cái tên như tiêm kích Su-35S, UAV Orlan 10E, xe tăng bơi Sprut SDM-1, xe tăng T-90MS, series súng trường AK-200, AK-15, tiểu liên PPK-20. Dù là mô hình nhưng họ làm rất đẹp, đẹp hơn hẳn các mô hình của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Tuy nhiên, về độ hoành tráng thì Ấn Độ họ đổ bộ quy mô lớn hơn nhiều. Sáng hôm qua, vào gian hàng vũ khí Nga, họ vẫn cho thử cầm các khẩu súng trường AK cải tiến, nhưng sau một vài sự cố nhỏ từ chiều tối qua ở một số gian hàng khác, không biết hôm nay có được sở hay không. Anh em nào đi về hôm nay, chia sẻ tình hình an ninh khu vực triển lãm nhé. Kể cũng hơi tiếc, chỉ vì sự thiếu ý thức của một bộ phận nhỏ người dân tham quan mà ảnh hưởng tới không khí chung, rất mong mọi người hãy nâng cao ý thức vì cuộc triển lãm này không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà nó liên quan tới hợp tác quốc phòng quốc tế. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ.